Chào các bạn, chào buổi sáng. Chúc các bạn có một ngày mới thật là tốt đẹp nha các bạn. Thật là nhiều tiền niềm vui bên người thân của mình. Các bạn ơi, hôm nay nhà mình còn mấy trái bưởi nữa các bạn. Con mình nó mua bưởi da xanh cũng ngon lắm, mà trái nào trái nấy nó đẹp, nó đầy đặn lắm các bạn. Mà bán thì người ta xuất không được, cho nên người ta bán rẻ, rất là rẻ nha các bạn. Ở tại Sài Gòn mà có 30.000, bữa này mình nghĩ không phải bữa da xanh mà nó về nó cãi quá. Ở trong thì nó hồng các bạn, nhưng mà cái da cái vỏ nó không có hồng, là bưởi lông á, bưởi lông hồng đó, mà nó không chịu, nó nói một hai người ta bán, người ta nói bưởi da xanh à. Cái này nó còn tươi lắm các bạn, bưởi mà mình muốn ngọt thì khoảng hái khoảng là nửa tháng trên trở lên mình ăn mới ngon. Thì bây giờ mình làm, mình thấy thì mình chịu không có nổi các bạn, rảnh rỗi thì xin nông nổi. Bây giờ cái trái bưởi này thì mình làm cái bông hồng trên trái bưởi nha các bạn. Trước hết thì mình vẽ mấy cái đường này xuống nè, đặng một lát mình cắt cho nó đều nha các bạn. Trước hết thì chúng ta cắt thành những chiếc lá. Rồi, chúng ta dùng cái dao nè. Chúng ta rọc thành hình chiếc lá nha các bạn. Chúng ta đưa nó vô. Đưa xuống tới đây luôn. Bưởi thì các bạn đưa cái dao nó vô sâu không sao hết đó các bạn. Bưởi nó cái vỏ nó dày lắm. À. Chúng ta tạo một những cái đường rãnh trước đi. Một đường thẳng thì phải một đường nghiêng nha các bạn. Một đường thẳng, một đường nghiêng thì mình mới tạo rãnh được. Hai đường thẳng hết thì không tạo rãnh được. Tạo rãnh đó mình định hình nó trước nha các bạn. Bây giờ mình định hình chiếc lá nè các bạn, mình định khoảng này thôi.
mình tạo rãnh hình chiếc lá nha. Mình lấy khoảng giữa nè các bạn, khoảng giữa của cái đường hồi nãy mình đi xuống đó, mình lấy khoảng giữa. Đi tiếp. Giờ mình đi cái bên đây. Rồi bắt đầu mình gọt. Gọt cái phần trên này đi các bạn. Mình lấy bào mình bào nó. Cho nó nhanh nha các bạn. Chúng ta gọt cái phần này đi nha các bạn. Cái phần này là cái phần vỏ nè. Chúng ta bỏ cái phần vỏ này đi.
Vậy chúng ta tỉa tỉa lại cái lá này nha các bạn. Chúng ta tạo cái đường rãnh ở ở giữa. Chúng ta đi như vậy. Cái lá này nó ngược rồi đó các bạn ơi.
Cái lá này nó mới đúng rồi các bạn.
Xong rồi đó các bạn. Nước đá nó rớt đó các bạn thấy không? Mình không có duyên làm liếp, mỗi lần làm liếp là nước đá nó rớt à. Giờ mình cắt cái này lại cho nó, mình cắt lại cho nó đẹp nha các bạn. Chúng ta tỉa xong phần lá rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta dùng con dao chúng ta gọt bớt cái vỏ nha. Gọt bớt cái vỏ này đi. Chúng ta chưng vẫn được nha các bạn, tại vì cái này còn phần vỏ nhiều lắm chứ không phải như dưa hấu. Cái phần vỏ này nó sẽ khô đi nếu chúng ta để một vài ngày, nhưng mà bưởi càng khô thì càng ngon nha các bạn. Chúng ta gọt cái vỏ thì cái phần lá nó nổi lên nè. Cái bưởi này mà xong chiều nay chắc mình cho cô giáo cúng ông thần tài của cô giáo. À, rằng nhà trẻ có ông thần tài ông địa các bạn, mà không có trái cây gì cúng cũng buồn. Có một trái bưởi mà trái bưởi này là trái bưởi nghệ thuật nha các bạn. Mình ráng mình làm cho khéo, tại vì mình không có làm thử. Cái gì đầu tiên mình đưa lên hết, tại vì khả năng mình bao nhiêu đó mà thử làm chi.
Đây, chúng ta gọt bớt cái phần này, cái phần khe nè các bạn. Đó. Chúng ta đưa con dao chúng ta đưa vô. Các bạn thấy nó lộ ra cái hình chiếc lá rất là đẹp ha. Phần trên này mình làm bông hồng nha các bạn. Cái phần trên lát mình cắt thành hình cái bông hồng. Cái video này chiều nay mình công chiếu tại nhà trẻ nè các bạn. Mình đi đường tắt có bữa khó khăn quá à. Công chiếu thì được mà trực tiếp á, nó hơi khó khăn. Nheo nheo chào Thanh Tuyền. Chiều nay 5 giờ rưỡi tụi con lên coi cô ấy bưởi nha, khắc bưởi nha.
Bây giờ như thế này là các bạn, bây giờ mình bắt đầu mình cắt bông hồng. Mình cắt từ khoảng này nè các bạn, mình cắt qua đây. Mình sửa chỗ này lại nha các bạn, sửa cho nó tròn lại chỗ này. Đi từ đây, đi từ trong cánh bông hồng nó đi lên. Tiếp từ đây cứ xăng thơm vô nha các bạn. Cái máy giặt nó ồn quá các bạn.
chừa một mảng xanh này cho nó sinh động nha các bạn. Chừa một mảng xanh cho nó sinh động, cái bông hồng nó trong nè. Chúng ta gọt bớt cái phần này cho nó tròn lại. Rồi chúng ta tỉa thêm một cái cánh khác. Nó chỉ rõ mấy cái lá thôi các bạn, cánh mình tỉa nó không có rõ lắm.
Ôi, chào Võ Thái Bình nha. Chào VTB Farm nha. Tội nghiệp con quá à. Con ủng hộ cô từ đầu tới cuối. Cô mắc nợ con quá Farm ơi. Con với Thanh Tuyền á, nheo nheo nữa. Nhiệt tình với cô quá. Chào người bạn thứ ba nha. Hôm nay có cô bạn nước ngoài vô nữa mà cô không biết đọc tiếng Anh các bạn ơi. Cô tiếng Anh cô dở lắm, còn tiếng Đực tiếng Cái hả? Cô nhớ có ít lắm. Quên hết rồi. Xong rồi nè các bạn. Hình cái bông hồng ha. Mấy cái lá này nó nổi lên nha các bạn. Bông hồng mình banh nó ra.
banh cái bông, banh cái cánh ra. Mình chừa lại chút xíu cho nó sinh động nha. Chừa lại cái này nè, nó sinh động rồi. Nhưng mà mình thấy mấy cái lá nó mới nổi các bạn. Đây là những cái lá nè. Rồi, chào các bạn nha, chiều nay gặp lại nha.